Các bạn còn giữ cái project của Express.js không? Hả? Còn giữ không? Mở nó ra, mở nó ra, mở nó ra. Bây giờ các bạn CD vào nó nhá. Đây, của tôi đang là tôi đắp liên kết, tôi nhân đôi cái thư mục hôm trước lên là buổi thứ ba, đúng không? Thì tôi để ở lesson 3, các bạn để ở lesson 2 cũng được, không sao cả. Thì tôi trỏ cái CMD vào trong cái thư mục cái này. Được chưa? Trỏ vào trong như hôm trước chúng ta để chạy cái server ấy thì nó PM gì gì đấy đúng không? Thì chúng ta trỏ vào trong đấy. Sau đó chúng ta gõ tôi như này. npm cách install cách MySQL cách trừ trừ sếp. Gõ câu này xuống. Nhớ lời của mạng nhé. Để nó tải cái thư viện giúp chúng ta kết nối đến MySQL vào trong project của mình. Xài. Lesson 2 chưa? Wow.
nếu mà cài, các bạn lưu ý cho tôi, nếu mà cài xong ấy thì nó sẽ xuất hiện ở những cái chỗ như này. Thứ nhất ở một cái mốt nốt module nha, nó sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy cái MySQL, cái thư mục MySQL trong này, được chưa? Và cái file package.json của chúng ta sẽ update là MySQL lớn hơn dấu ship 6 2.14.1, đúng không? Thì đấy là cái thư viện giúp chúng ta kết nối đến cơ sở dữ liệu. Xong chưa? Rồi tiếp tục nhá. Các bạn cài cái phần mềm là SAM. Version khi mà vào tải thì nó sẽ có cái version PHP 7.0, sẽ có tải các bạn sao để cài vào máy. Được chưa? Để tạo ra cái cơ sở dữ liệu của mình dùng. Thank you.
xong chưa? Các bạn sau đó các bạn tạo cho tôi cái cơ sở dữ liệu như này nhá. Tôi sẽ có ghi âm rồi, cái thu hình rồi thì các bạn cứ về xem thôi. Tạo ra cái cơ sở dữ liệu như này. Cơ sở dữ liệu tên là PT13151, tôi chẳng biết có đúng không. 121 à? Ok, tôi cứ tạo bừa đi. Được chưa? Tạo cơ sở dữ liệu này này. Sau đó chúng ta tạo cho tôi một cái bảng tên là bảng product. Được chưa nhỉ? Bảng product, trong cái bảng này tên như này. Ở trong cái bảng này thiết kế như này, ID này, primary key, auto increment này. Nhớ phải có cái auto increment này thì nó phải tự tăng lên nhá. Chứ không là nó không tăng đâu mà chúng ta phải nhập ID vào đấy. Tiếp theo là name, varchar, price, decimal, detail, text, feature, image, varchar. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ thêm sẵn vào cái cơ sở dữ liệu của chúng ta vài cái bản ghi. Được chưa nhỉ? Một vài bản ghi ở trong này. Sau đó chúng ta sẽ làm như sau này. Các bạn code PHP đi, code Node.js đi. Mở Node.js ra. Code như sau. Chúng ta có cái phần tạo ra một cái thư mục tên là DB ở trong cái thư mục code của chứa code của chúng ta ấy. Một cái thư mục tên là DB. Sau đó tạo một cái file connect.js nằm ở trong cái thư mục đấy. Được chưa? Sau đó chúng ta có ở trong này chúng ta viết như sau này: var MySQL bằng require MySQL. Tức là cái biến MySQL này là một cái đối tượng của cái thư viện MySQL chúng ta vừa mới cài vào. Được chưa? Sau đó chúng ta có một cái biến là connection bằng mysql.create connection, ở trong này một cái json. Các bạn thấy không, nó là một cái json. Sau đó ở trong này chúng ta có các cái thuộc tính sau: host bằng 127.0.0.1, tức là trỏ đến máy mình. User bằng cái tài khoản kết nối đến cái cơ sở dữ liệu của mình. Nếu các bạn dùng SAM thì tài khoản của nó là root giống như tôi. Password thì các bạn để trống nhá. Ở máy các bạn thì các bạn để trống, còn ở máy tôi set cái password cho cái MySQL của tôi là pass là 1256. Thì tôi viết vào đây là 1256. Còn các bạn thì các bạn để là string rỗng như này này. Được chưa? Đấy là cái thông số để kết nối đến cơ sở dữ liệu. Sau đó chúng ta có cái thuộc tính là database nữa. Database bằng cái tên database chúng ta vừa mới tạo ra. Được chưa? Sau đó chúng ta có cái connection connect là sau cái dòng này thì nó sẽ cái biến, chúng ta sẽ có một cái kết nối đến cơ sở dữ liệu, mà kết nối đến nó chính là cái kết nối đến cái máy chủ này với database này và với user và password này. Được chưa? Đến đây là chúng ta sẽ có kết nối cơ sở dữ liệu này. Xong. Sau đó chúng ta thực hiện là module export bằng connection. Thì là như này, tương đương chúng ta tạo ra một cái đối tượng ở trong JavaScript và chỗ khác người ta có thể là lại require như này được. Được chưa? Cái từ khóa là module export, một cái đối tượng nào đấy, một cái object nào đấy, đây là nó trả ra object rồi. Thì bằng cái connection, tương đương với bằng cái kết nối đấy, và lúc nào chúng ta cần tương tác với cơ sở dữ liệu thì chúng ta lại require cái file db.connect.js và gán cho nó bằng cái biến. Được chưa? Thì đến lúc đấy là chúng ta có kết nối cơ sở dữ liệu. Đấy, tôi để cho các bạn viết đấy. Viết đi. Ai bảo không có à?
xong như là cứ code để đấy đã, tí nữa chúng ta cài xong SQL rồi thì tạo cơ sở dữ liệu xong thì chúng ta làm, chúng ta check xem nó có chạy không. Xong chưa? Đến đây chưa? Tiếp tục này. Chưa xong hả? Cái gì? Thiết kế hả? Đây. Xong chưa? Tiếp nhá. Bây giờ lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu này. Chúng ta mở cái file raw index ra đúng không? Đây là file chúng ta định nghĩa URL. Thì tạm thời chúng ta bỏ cái about này đi, quăng đi. Bỏ cái check tam giác đi. Cái bài này các bạn nộp cho tôi rồi thì tính sau. Đúng chưa? Thì ở trong này tôi sẽ viết lại cái hàm này cho các bạn. Được chưa? Đầu tiên này, ở trong này chúng ta sẽ xác định là lấy dữ liệu ra. Thì chúng ta sẽ để vào hẳn vào trang chủ đi. Vào trang chủ phát nhìn thấy dữ liệu luôn, trong cơ sở dữ liệu luôn. Chúng ta có như sau này. Đầu tiên chúng ta phải có một cái biến. Tôi đặt tên biến này, tên biến này các bạn đặt kiểu gì được nhá. Tên biến tôi đặt là DB Connect bằng với require của cái thư mục DB và cái file connect.js. Thì chúng ta để cái row của chúng ta nằm ở đây đúng không? Nằm ở trong index, nằm ở trong row đúng không? Để sang được bên này thì phải đi theo hướng nào? Lùi ra ngoài một thư mục là ra ngoài thư mục lesson 3. Sau đó mới sược vào trong thư mục DB và sược vào trong cái index connect.js. Được chưa? Thì chúng ta dùng cách này, require sược ra ngoài chấm chấm sược này. DB sược connect. Được chưa? Đấy là cái kết nối đến cơ sở dữ liệu của chúng ta đấy. Bây giờ có một dòng thôi, không có nhiều đâu. Sau đó này, cái đoạn tương tác với cơ sở dữ liệu, câu lệnh query ở đâu thì chúng ta vào trong web. Chúng ta vào phần vào trang express.js này, express.js này, vào guide. Chọn database integration. Database integration. Được chưa? Ở đây nó hướng dẫn chúng ta kết nối đến một rổ các cái loại cơ sở dữ liệu khác nhau: Cassandra, Couchbase, CouchDB, LevelDB, MySQL. Chúng ta chọn là MySQL, bấm vào. Được chưa? Xong đến đây chưa?
có cái gì mà lâu nữa tôi đã bảo cái DB với lại cái kia để kệ cho nó cài xong, cốt xong thì đã hiểu đã xong quay lại làm sau. Được chưa? Tiếp tục này. Chúng ta copy cái đoạn này, đoạn connect.query ấy, copy cái đoạn này ra. Copy cái đoạn này. Gì mà y? Đây. Sao? Trong xong ở trên này nó có cái chỗ MySQL này thì bấm vào. Được chưa? Xong rồi copy cho tôi cái đoạn này bởi vì chúng ta đã có cái đoạn trên rồi. Được chưa? Đây là tạo ra kết nối đến cơ sở dữ liệu này. Chúng ta đã có cái đoạn trên này rồi, nó chính là bằng cái file bằng bằng cái file connect ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ copy nốt cái đoạn này. Copy cái đoạn này. Paste vào trong cái chỗ mà chúng ta cần dùng là cái chỗ này trước khi sinh ra view đúng không? Chúng ta paste xuống. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái biến connection này bằng cái biến db connect. Được chưa? Query. Chúng ta có câu lệnh lấy ra toàn bộ sản phẩm là gì? Select sao from gì nữa? Tên bảng đúng không? Products. Được chưa? Và cái hàm bên cạnh nó là cái hàm callback closer. Hàm closer tức là hàm xử lý trả về xử lý logic sau khi cái kết quả của câu lệnh này trả về. Được chưa? Thì chúng ta sẽ nhận được các cái error này, row này, fields. Được chưa? Bây giờ chúng ta coi nhá, xem nó ra cái gì nhá. Tôi sẽ console log ra row rows bằng cái biến rows. Tiếp theo biến fields bằng cái biến fields và vẫn render ra y và sau đó chúng ta render rest render cũng đưa vào trong luôn. Đưa trong đây này. Được chưa? Đưa trong đấy. Bây giờ chúng ta xem nó ra như thế nào nhá. Được chưa? Bây giờ coi này. Tôi start server lại. NPM cách start. Xong. Localhost 3000. FPT Polytechnic vẫn ra cái view đúng không? Nhưng mà chúng ta mở cái này ra. Nhìn đây này. Đây row là ID tủ lạnh prime 100.000 tủ lạnh hit. Cái gì gì đấy. Đến cái hai là ID name TV máy giặt fill đúng không? Chúng ta để fill này. Fill catalog là cái này là nó chỉ là những cái thông số thôi. Thông số của cái đối tượng ấy thôi. Được chưa? Thì chúng ta không cần phải quan tâm đến thằng fill này lắm, chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái thằng row kia thôi. Được chưa? Xong. Bây giờ vẫn chúng ta vẫn truyền title và truyền thêm một cái biến nữa. Truyền thêm một cái giá trị nữa ra ngoài view. Tôi đặt tên cho cái giá trị này ở ngoài kia tên là data mang giá trị của cái biến row ra ngoài. Được chưa? Mang cái giá trị row ra ngoài thì tôi đặt tên cho cái biến cái dữ liệu đấy tên là data ở ngoài giao diện. Được chưa? Ở đây tôi có thể sửa ra cái này thành danh sách sản phẩm. Danh sách sản phẩm. Và tôi truyền cái data bằng row. Data bằng hai chấm row. Được chưa? Bây giờ chúng ta coi nhá. Chúng ta có cái view là gì? View là index đúng không? Nó sẽ nằm trong này. Index này. Chúng ta có cái hello world đúng không? Bỏ cái hello world này đi quăng đi. Bây giờ chúng ta code logic thì chúng ta có cái %% đúng không? Ở. Bây giờ trong cái %% thì chúng ta có cái gì? Để chạy qua từng phần tử nằm trong một mảng thì chúng ta lấy ra sử dụng cái gì? Lấy ra và hiển thị từng phần tử nằm trong mảng thì dùng cái gì? Lại bảo không biết đi. Dùng cái gì? For. Còn dùng gì nữa?
va y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn bao nhiêu? Data.len, sau đó y cộng cộng, mở ngoặc và ra ngoài này chúng ta tiến hành %%, đóng ngoặc này lại. Ở đây chúng ta sẽ có một cái là ví dụ một cái thẻ DIP đi. Cái thẻ DIP của chúng ta sẽ có cái thẻ H1, H2. H2 trong này sẽ có là biến data.name, đúng không? Chúng ta sẽ đưa nó vào thẻ A. Data.name này. Xong rồi thẻ P là bằng data.detail. Và ở dưới này chúng ta có thẻ strong bằng data.price. Bây giờ ba thông số này thôi. Và tôi sẽ có cái thằng div này, tôi viết CS cho nó class bằng float left width. À, quên nhầm style, chứ quên. Thẻ style float left width bằng width thì nó sẽ bằng 33%. Border bằng 1 pixel solid màu CCC. Ví dụ thế. Thế nhỉ? Bây giờ chúng ta coi nó ra cái gì. Giờ không ra cái gì luôn. À, data ở vị trí thứ y, xin lỗi các bạn. Data ở vị trí thứ y. Ở phần tử thứ y chứ quên. Tủ lạnh, tivi, máy giặt. Lấy ra ngoài rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái dữ liệu nữa vào trong này. Điện thoại đi. Giá là 400. Đây là iPhone. Đủ thế. Còn cái gì nữa nhỉ? Bàn phím. Đây là 200. Anh Hùng, bàn phím Anh Hùng. Ví dụ thế. Được chưa? Đó là cái cách chúng ta lấy dữ liệu ra ngoài màn hình. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm phần thêm và xóa. Thì chúng ta làm vừa rồi làm những cái việc gì? Thứ nhất chúng ta phải có cái cơ sở dữ liệu, có bảng, có tạm thời có dữ liệu vào đã này. Sau đó chúng ta sẽ có thêm là cái thư viện MySQL. Thì cái thư viện này đây, MySQL để giúp chúng ta kết nối cơ sở dữ liệu. Tiếp theo chúng ta có một cái file tên là file connect.js để giúp chúng ta tương tác, tạo ra kết nối đến từ cái project Node.js của chúng ta đến cơ sở dữ liệu. Được chưa? Sau đó thì chúng ta muốn lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra từ đâu thì chúng ta sẽ ở trong cái file đấy chúng ta sẽ có cái đoạn là db và db connect bằng require. Cái db connect này. Sau đó chúng ta thực hiện db connect.query bằng select sound from product hay là tên bảng gì đấy. Nó sẽ có một cái hàm closure trả về bao gồm ba tham số là error, nếu mà có error thì true error này. Tiếp theo, row là dữ liệu ở trong bảng và field là các cái thuộc tính của từng đối tượng một. Thì ở đây chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ tiến hành là rest, tức là response và render, sinh ra một cái màn hình giao diện là gồm cái màn hình index, trong đấy chúng ta tiến hành hiển thị ra cái title và truyền cái dữ liệu lấy từ đợt cơ sở dữ liệu chính là cái row này ra ngoài thông qua biến data. Thì ở ngoài giao diện chúng ta tiến hành thực hiện dùng vòng lặp for để lấy đi qua từng phần tử một ở trong cái biến data và hiển thị nó trong một cái div hay trong một cái bảng, cái đấy thì tùy các bạn. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ đẩy code lên và các bạn làm lại cho tôi cái phần này ở trong bài của mình. Nếu có gì không hiểu thì phải hỏi. Tôi sẽ xuống giúp các bạn.
lên rồi đấy, lên GitHub rồi đấy nha. Hả? À? Cái gì? Liên quan gì? Các bạn vào cái github.com này, Dược Thiện TH này, xong sau đó vào repository này sẽ nhìn thấy cái PT12151 mobile node.js ở đây này, trong cái code node, trong cái lesson 3 này, trong đây tôi có cái file db, có file connect.js đúng không, đấy nội dung ở đây, copy về. Tiếp theo có route, có index.js, nội dung ở đây đúng là những cái gì tôi viết không? Này đi. Thank you.
check xem có vấn đề gì không thì báo để xuống support. Thi chúng ta cũng thi trên cái iPad này đấy. Sao để chúng ta từ giờ cho đến 10 đến 1 rưỡi nhận đi để cho tôi cái giao diện như tôi làm ra là được. Thank you.
Xong chưa? Tôi sẽ hướng dẫn làm tiếp phần xóa. Có vấn đề thì thiếu ấy nhá. Đến 1:30 tôi sẽ tiếp tục phần mới. Thank you.
Rồi tiếp tục phần
Tôi làm tiếp phần delete nhá. Đây cái web tôi đang như thế này đúng không? Danh sách sản phẩm như này đúng không? Thế luôn. Rồi. Bây giờ ở mỗi cái thẻ này tôi sẽ thêm một cái button. Thêm một cái thẻ A, tôi xin lỗi các bạn. Ahrefs nó sẽ bằng là sược remove user. Chiếu với chả mình chèo. Rồi, remove trừ user hỏi chấm ID bằng bằng cái gì, chúng ta hiển thị cái %% bằng data ở phần tử thứ y chấm ID vào đây. Ở đây chúng ta để cái chữ là remove. Được chưa? Chúng ta hover này, ID bằng mấy? Góc dưới. 2 đúng không? 3 4 5 1 2 5 đúng không? Giờ bây giờ nếu bấm đây sao? Đi đâu? Nó sược remove user ID của nào. Đúng chưa? Chúng ta đang có code xử lý đâu mà mất. Chưa có. Bây giờ chúng ta thêm vào. Thì ở trong cái index này chúng ta tạo ra một cái URL mới tên là remove user. Copy này. Vệt xuống này. Đây là remove trừ user. Sược chứ. 2.user ID. Như này. Thì ở đây chúng ta sẽ phải sửa lại cái này một chút. Chúng ta phải sửa lại ở cái index.ejs này một chút. Cái này không phải ID bằng nữa. Và chúng ta sẽ phải sửa lại nó bằng sược. Sược ID. Đây đúng không? Sửa ID 1, 2, 3, 4. Bây giờ chúng ta có cái xử lý cái gì ở trong này? Thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện câu lệnh sau. Chúng ta sửa cái này thì sược như này. Câu lệnh xóa là gì? Delete from product where ID bằng cái biến request.params.id .user.id chứ. Để check được, để test chắc chắn thì chúng ta cứ tiến hành là console.log ra đây. Cái biến request.params.user.id trước đã. Còn chỗ này chúng ta comment hết vào. Tạm thời đoạn này chúng ta comment hết vào đã. Chưa đụng chạm gì cả. Để test nhá. Bấm vào đây. Nó sẽ quay, nó chẳng trả lời gì cả. Ở đây nó sẽ hiển thị. Thấy bằng 2 chưa? Bấm vào đây. Ra 4 chưa? Đúng không? Là chúng ta lấy được cái ID, cái user ID từ URL. Xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ uncomment cái phần này đi. Delete from product where ID bằng. Thì sau đấy chúng ta sẽ tiến hành là rest. Không biết có rest redirect không? Rest.redirect sang cái sược này. Redirect. Rồi chúng ta quay lại trang chủ. Mất một thằng rồi đúng không? Để xóa thằng TV này đi nhá. Đúng chưa? Xóa thằng bàn phím nhá. Đúng chưa? Cơ sở dữ liệu cũng sẽ bay luôn. Còn hai cái. Đúng chưa? Thì chúng ta ở đây có thêm cái gì? Chúng ta nhận cái param URL này. Thì lấy cái param đấy ra bằng cái request.param.userid. Thì cho cái đoạn này này. Cái đoạn này thì nó cũng là string. Cái cách viết là backslash này nó cũng là cái string. Nhưng mà khác string thường một cái là chúng ta hoàn toàn có thể viết được. Chúng ta có thể viết được cái giá trị của một cái biến vào trong này. Bằng cách là, đây thực ra là cái giá trị thôi đúng không? Chúng ta có cái đô la đóng mở hoặc nhọn, viết cái giá trị vào trong, viết cái biến vào trong thì nó sẽ hiển thị giá trị ra đây. Được chưa? Thì sau đấy, sau khi xử lý xong nếu không có lỗi thì chúng ta sẽ ref.redirect. Redirect là điều hướng, chuyển hướng cái website của chúng ta về cái URL là sược, là chính là cái này. Thì nó lại lấy lại từ đầu. Đúng chưa? Thì đấy là câu lệnh xóa. Thế nhỉ? Tiếp theo này, làm câu lệnh thêm mới. Thì ở EZS, ở trang chủ này tôi sẽ có thêm một cái nút
ở đây là a href bằng create trừ user, đây là s user à, như vậy đúng không? Thì trong trong cái code round chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái round mới. Cái này các bạn biết ra cái gì không? Nó ra cái này hiển thị cái gì? Thêm á? Thêm cái gì? Trả về một cái màn hình để giúp cho người ta có thể thêm được cái thêm một sản phẩm nào. Chúng ta có product. À thôi thì đây tôi để là create product chứ quên nhầm. Xin lỗi các bạn, tôi viết nhầm link. Rồi, ở đây chúng ta có create product, add to product, được chưa? Add.product. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái file ezs này. Xong. Ở trong này chúng ta sẽ có cần một cái form. Cần một cái form có action bằng save. Save to user method bằng get đi, tạm thời bằng get đi, chúng ta xử lý xong, hoặc là bằng post cũng được. Post này, ở trong này chúng ta có một cái thẻ div chứa cái input type bằng text. Cái này có name là name luôn, tức là điền cái này nó sẽ là nơi để giúp chúng ta viết giá trị cho cái field này, cái field name này chúng ta để là name luôn. Placeholder là product name, duplicate thằng này lên. Đây là về cái gì nữa nhỉ? Price là number. Price tiếp theo là detail. Detail chúng ta để cái text area detail hai chấm bằng text area có name bằng detail, và cuối cùng chúng ta có một cái button type submit. Save. Rồi bây giờ chúng ta coi xem chúng ta có cái gì. Hey user đúng không? Được chưa? Ra giao diện này bây giờ mới lưu xuống. Chưa có cái save user thì nó sẽ báo not found. Giờ chúng ta tạo ra ở bên này. Chúng ta sẽ tạo ra cái round request của chúng ta là dạng gì? Post đúng không? Thì ở đây chúng ta có router post. Đây là save. Save, đây tôi để save gì nhỉ? Save product. Save product, xin lỗi các bạn. Save product này. Ở trong này chúng ta cần phải lấy ra những cái dữ liệu từ form gửi lên đã đúng không? Bây giờ lấy kiểu gì? Lấy kiểu gì? Chúng ta có request này, chấm body tiến hành console log ra. Request.body. Thử nhá. Không có gì chạy ra không? Được chưa? Có gì? Name bằng 123 đúng không? Price bằng 12311 đúng không? Detail bằng 123321 đúng không? Lấy được chưa? Nó gửi lên cái gì thì chúng ta lấy được cái đấy đúng không? Xong. Thì bây giờ chúng ta có cái gì? Lại có cái gì? Câu lệnh thêm mới gồm cái gì nào? Câu lệnh thêm mới gồm có cái gì? Chúng ta cắt cái đoạn này ra. Cắt cái đoạn này ra. Chúng ta có cái câu cái biến va SQL bằng bằng cái gì backslash này gì nhá, insert into products các cột là name, price và detail, có value
là bao gồm bằng cái gì? String này, name đúng không? Đô la đóng mở ngoặc cái biến require.body.name phẩy price đúng không? Price thì chúng ta có cái gì? Đô la đóng mở ngoặc request.body.price và cuối cùng đô la đóng mở ngoặc. Cái này phải phẩy phẩy. Nó là string mà, cột detail là string text. Cho nên chúng ta phải có cái phẩy phẩy bên ngoài. Chúng ta sẽ có là request.body.detail như này. Sau đó chúng ta bê cái câu SQL này vứt vào trong đây. Trước cái này. Xong chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ sau xong xong xuôi execute xong, chạy xong lại redirect về trang chủ. Thử nhá. Wow. Cái gì vậy? Save product. Back lại. Được chưa? Tôi đã tiêm này, chẳng qua là cái giao diện của tôi nó đang xấu rồi. Kệ nó. Được chưa? Khó không? Logic chẳng qua là chúng ta làm mọi cách để thu thập thông tin của người dùng để tạo nên những câu lệnh SQL, sau đó thực thi nó với cơ sở dữ liệu và đưa nó về trang chủ. Có thế thôi. Được chưa? Khó không? Code tôi đẩy lên nhá. Và tối tôi về tôi sẽ đẩy lại cái video này lên. Các buổi tôi đều có video mà. Nên là các bạn cứ lên YouTube của tôi mà search. Kiểu gì cũng có. Search cái tên lớp mình ấy. Ví dụ như youtube.com này. VT12151 đúng không? Này, ngày 19 tháng 6 này, ngày 14 tháng 9 này, à mà 16 tháng 9, ngày 14 tháng 9 này, đều có hết. Cho nên nếu chúng ta cần phải xem lại cái đoạn nào thì chúng ta chạy lên đấy mà xem. Được chưa nhỉ? Code tôi đẩy lên rồi nhá, tôi sẽ export thêm cái database ra cho chúng ta dùng. Hỗ trợ đến tận đít rồi, mà còn không qua được cái môn này thì nhục lắm.